Hello cả nhà, hôm nay Kim bắt cóc cho cả nhà coi nha. Cả nhà ơi, ra nhà coi kinh quá trời ốc luôn. À, gọi sẽ gần gần vô. À, kinh quá trời ốc luôn ha. Bây giờ Kim ba xuống nha. Rồi. Xuống ốc cho cả nhà coi nha. Ốc dữ lắm luôn. Hello cả nhà nha. Chúc Kim ba may mắn đi. Thấy rồi. Dạ, thấy em không? Thấy rồi. Hello cả nhà, đây Kim ba bắt ốc bắt cá cả nhà coi nha. À, Kim ba rất vui được đến đây video hôm nay các nhà ơi. Nếu thấy Kim ba bắt hôm nay bắt thấy vui hay cho Kim ba xin một cái đăng ký nha, một cái like ha. Các nhà theo Kim ba nghe. Trời ơi là trời, mới chụp có được con hến nè, cả nhà con hến cái nè. Trời ơi là trời, ngón cái của em nè. Trời ơi. Má ơi. Trời ơi con nè. Con này con mất rồi. Con cá nó nhảy thấy không? Mấy thằng cá nhảy không? Đó. Đó. Ôi ôi con nè. Con nè con nè. Đó. Thấy hàm ghê không? Đó. Trời ơi con nè. Thật là giả mang luôn á. Ốc bu vàng mà. Ở đây bắt ốc bu vàng không à. Bu vàng không à. Ôi con nè. Ủa cá gì ơi con nè. Ôi thấy ham không? Thấy rõ không vậy? Thấy rõ. Thấy rõ cho hình đẹp đẹp xíu cho cả nhà coi thấy ốc nó rõ ha. Đâm mà quá trời luôn. Cái này chiều chị hấp xả ăn được à. Mà ba sao ngộ bắt ốc, sao không có ốc mà nó có hến không à. Có được một hai con ốc à. Ốc chết. Con này con nè. Con này có hến luôn nè. Ôi nay thu hoạch đậm rồi cả nhà ơi, đi bắt ốc mà sao mà ra hến quá trời luôn nè. Đó. Đó chứ cái mương này là cái mương người nó thủy triều nó thông thôi, tới ngoài lớn á cả nhà, trên lúc nào cũng có hến cho, có hến bự lắm, thông thông rồi kia hơn xong rồi cái xong rồi cái gì vậy, hết hồn chưa, ôi là trời. Hết hồn ghê ghê không. Cái sông này là sông bự lắm á, sông nó cho cái kia. Có người kia hến bự lắm, người kia hến bự lắm luôn á. Không có gì trơn, này chắc thất à. Hôm nay chắc thất rồi cả nhà. Nước lớn quá, nay nước lớn bắt không được. Nè có ốc à. Đó, có ốc le nó leo nè. Gì đây không biết. Ở đây không có gì trơn. Nghĩa nó gọi kìa. Nghĩa gọi.
Nghĩa nó gọi. Được mấy con tép, mấy con cá thánh thần ơi. Đó. Nhiều lắm không bạn, tại nước lớn nó không bắt được. Thấy ọc nhau hết trơn, bắt không dính. Ở này đúng thiệt chứ. Này đúng thiệt luôn á. Em xin lỗi các nhà, em kết thúc video đây nha các nhà nha. Các nhà thấy kênh của Kim Ba hay, cho kênh Kim Ba xin có lượt đăng ký các nhà nha. Bye bye cả nhà nha. Nó đâu rồi nè? Không nổi rồi nè, tụt cái quần luôn trời, bà nội nó. Nè, ôi sợ gì đâu luôn á. Còn đâu nữa không trời, chết luôn á.